Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh của Lê Phúc. Thì hai ngày vừa rồi tụi mình cũng hơi bận nên là mình không thể ra video thường xuyên cho mọi người xem được. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà một món bún xào mà mình có thể làm ăn tại nhà vào cái mùa dịch này nha. Và chúc cả nhà thiệt là nhiều sức khỏe vượt qua mùa dịch này. Và đừng quên là hãy ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết nha, để kênh của mình được phát triển hơn. Bây giờ thì mình cùng bắt đầu vào bếp làm cái món bún xào này nha. Để chuẩn bị làm cái món bún xào thì ở đây mình có chuẩn bị là 2 kg bún. Và mình cũng chuẩn bị luôn là 500g thịt, 500g giá và chuẩn bị thêm cho mình một ít rau sống, diếp cá nè, một củ cà rốt, một củ hành, củ cải trắng, hai trái dưa leo, một ít đậu phộng và hành lá, tỏi và ớt. Thì bây giờ mọi người hãy cùng mình vào bếp làm cái món này nha. Để bắt đầu làm thì bây giờ mình đi xắt nhỏ cái chỗ thịt này ra và cũng xắt nhỏ cái chỗ cà rốt nè và củ cải trắng để một lát nữa mình làm dưa chua, và cũng đi rang cái phần đậu phộng này lên luôn. Bây giờ thì mình sẽ chế biến hết những cái phần rau củ này xong thì mình sẽ đi xào thịt nha. Mình xắt ra từng lát mỏng như vậy, một lát mình thái chỉ lại. Cái củ cải trắng này thì mình sẽ làm dưa chua, sẽ giúp cho cái món bún của mình ăn sẽ đỡ ngán hơn rất là nhiều. Thì mình thái chỉ là như vậy. Mình sẽ làm tương tự như vậy với cà rốt luôn. Dưa leo thì mình cũng xắt tương tự như vậy nha. Xắt dài như vậy, một lát nữa mình gấp sẽ dễ hơn. Với rau thơm thì mình sẽ cắt nhỏ ra như vậy, chứ mình không có để nguyên. Bún xào thì không thể thiếu cái món rau thơm này được nha. Mình lại cho qua đây. Những nguyên liệu mình cũng đã xắt xong hết rồi. Bây giờ mình đi ướp thịt để xào nha. Thịt thì mình xắt một miếng vừa ăn như vậy là được. Khi thịt đã thấm rồi thì mình bắt lên chảo một ít dầu. Mình cho vào đây một tép tỏi. Mình phi cho thơm rồi mình sẽ đổ thịt vô để mà xào. Khi tỏi đã thơm rồi mình cho thịt vô. Đảo đều lên cho thịt săn lại. Thịt ở đây thì mình sử dụng là nửa ký. Nếu như mà nhà của mọi người ít người hơn thì mình có thể giảm cái lượng thịt lại nha. Thịt săn hết về rồi, mình cho vào đây là 2 muỗng canh dầu cà ri. Thì dầu cà ri này có cái màu rất là đẹp và lại thơm nữa. Giờ mình trộn đều lên. Có cái màu vàng rất là đẹp luôn mà cái mùi lại rất là thơm. Nếu như mà mọi người không có cái dầu cà ri này á thì mình có thể bỏ qua cũng được. Bây giờ thì thịt đã chín rồi, mình nêm thêm gia vị vào. Mình cho vào đây là một muỗng muối, thêm một ít bột ngọt nữa, một muỗng đường. Nếu như mà mọi người có hạt nêm thì mình có thể nêm hạt nêm cũng được. Nêm sao cho vừa ăn vừa cái khẩu vị gia đình mình là được. Sau khi thì thịt cũng đã chín như vậy rồi, mình cho hành tây vô. Củ hành tây thì mình sẽ thái như vậy. Mình đảo cho hành tây chín rồi thì mình tắt bếp, tại vì hành tây này rất là nhanh chín. Thịt và củ hành cũng đã chín hết rồi nè, bây giờ mình tắt bếp. Xong thì mình cho vô đây là nửa gói đậu phộng nè. Mình rang lên cho đậu vàng. Có đậu phộng này vào thì cái món thịt xào của mình sẽ ăn ngon hơn rất là nhiều. Khi đậu đã vàng vỏ như vậy rồi thì mình tắt bếp. Để đây cho đậu nguội, để một lát nữa mình đi bóc cái chỗ vỏ này ra nha. Giờ mình làm dưa chua để chuẩn bị ăn bún. Thì mình cho vào đây khoảng 150ml giấm. Thì giấm này mình sẽ sử dụng giấm nguyên chất chứ mình không có pha thêm nước nha. Và mình dằn vô đây một ít đường. Để nguyên chất như vậy nè thì cái dưa chua của mình sẽ chua nhanh hơn và mình có thể ăn liền được luôn. Cho cà rốt và củ cải trắng vào. Trộn đều lên. Mình để đây khoảng 5 phút là giấm nó thấm vào, chua ăn sẽ rất là ngon. Sau khi mình đã làm dưa chua xong rồi thì mình đi trụng tới cái chỗ giá này. Mình nấu nước sôi mình trụng. Giá này thì mình dùng trụng sống chứ mình không có xào chung với thịt. Vì xào chung với thịt thì giá ra nước rất là nhiều. Mình trần sơ cho giá mềm như vậy thì mình chắc bỏ cái nước nóng này ra. Để
làm nước chấm thì mình cho vào đây là 2 giá đường. Tiếp theo mình cho vô đây là 2 giá nước cốt chanh. Và cho vô 10 giá nước ấm. Cho vào hết rồi, bây giờ mình khuấy cho cái chỗ đường này nó tan hết thì mình cho nước mắm vô. Đường đã tan hết rồi thì mình cho vào trong tô là 5 giá nước mắm. Thì cái công thức ở đây mình sử dụng là 2 giá đường, 2 giá chanh, 10 giá nước và 5 giá nước mắm nha. Làm theo công thức này thì nước chấm của mình rất là vừa ăn luôn. Mình cho tỏi và ớt vào, mình trộn đều lên là xong. Nếu như mà mọi người thích ăn cay thì mình có thể thêm nhiều ớt một chút nha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong nước mắm để mà ăn bún rồi. Bây giờ mình chuẩn bị bày ra tô và ăn nha. Như vậy là mình cũng đã hoàn thành xong hết cái món bún xào rồi. Bây giờ mình bày ra tô để ăn nha. Bây giờ mình cho bún ra ngoài tô. Bún mình mua ở ngoài chợ về, mình phải xé ra để cho dễ ăn hơn. Thì nhà mình đông người nên là mình làm cái khẩu phần này rất là nhiều. Rồi mình cho giá vô. Cho giá vô rồi, mình cho vào đây một ít dưa chua, dưa leo và rau sống. Tiếp theo mình cho thịt vô. Thịt có cái màu vàng rất là đẹp luôn. Cuối cùng là mình rắc lên đây một ít đậu phộng. Đậu phộng này thì mọi người có thể giã cho nó nhỏ hơn một chút, hoặc là mình để nguyên hạt cũng được. Xong là như vậy, mình chan nước mắm vào mình ăn thôi. Bây giờ mình rưới nước mắm lên. Nước mắm này thì mình làm không có quá mặn, chỉ vừa ăn thôi. Như vậy là mình cũng đã hoàn thành xong cái món bún xào nè. Thì bún xào này mình ăn kèm dưa leo, rau sống, dưa chua và giá, thì tạo nên một cái món bún rất là ngon và ăn không có bị nhàm chán nha. Cái món này mình có thể dùng để ăn sáng rất là ngon, và mình có thể tự tay làm cho gia đình mình. Cái món bún xào này cũng có rất là nhiều cách làm, nên là mình chia sẻ một trong những cách đó đến mọi người. Thì nếu mọi người yêu mến video này thì hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nha, để ủng hộ kênh của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.